tỏi đâu. Tỏi luôn mày. Rồi mấy cái chén bự nữa, lồn thiệt. Lồn thiệt rồi. À, thơm. Tới nái luôn. Đi chân. Ba khía anh, ba khía như đây nhậu thấy bà luôn. Dẫn như vậy nè, vô ở đây đó, đổ cái nhậu cho ta luôn nha. Vậy con anh cho tao luôn nha. Cho luôn. Bé kẹp. Đúng rồi. Gặp cái gì ai cũng chín. Kỳ con tấm này kỳ. Thấy ngộ ngộ chị đó giờ đâu mẹ đâu có biết được này đâu. Luôn á. Biết đâu mua đâu. Có bán đéo đồ mua. Đà Nẵng mới 5 giờ, 5 giờ mấy sáng điện tao sớm. Giật mình á. Nghe cái giọng mà bắt á. Anh coi lên ở tôi ở Đà Nẵng. Hỏi sao cho biết coi hỏi em phải tâm này á. Đúng rồi, không biết. là em đừng mộ anh cái mà cầm cái đầu con cá ca nhạc là ca nhạc là ca le á, nó cười hoài luôn. Thằng hồi trưa thằng ở là đường 3/2 ở quận 10 điện đó nữa, gửi ra Sài Gòn chơi hả? Ừ, tài xế là để có tour làm về mà tập đi mấy cái giá rồi mà ghép chơi với anh không gì chấm như vậy. Coi khía mà chấm cái gì? Chấm nước rồi đâu không phải. Vô leo á. Leo đâu có. Có gì đâu chấm, mày kiếm cái gì mày nè. Quế nè, thấy không? Tao hả? Tao tấm này nè. Nhưng mà không ai, cái mặt tái xè nó mới té nè. Phải không? nghi rồi đụng mày có thấy xe là cái mặt nó chỉ là đi cái xe thôi. Má mà nó mau lạnh mày, nó tái xe mau lạnh à. Bị gì cũng bao lạnh hết trơn á. Ba mượn kêu bóng rồi bó chả qua. Thiệt bộ. Mời đi bác hả thiếu rồi mượn kêu bốn rồi bó chả. Đóm đợi cho mượn không, cho mượn thôi, hỏi ba cái chuyện. À luôn cái này. Còn mặn quá. Mặn quá mà. Phải chịu rồi. Chăm. 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 Chứ mà hồi nãy bắt chưa rửa nước trước á. Bắt nó còn. Rửa như hết gì. Cảm nó lên nhất. Cảm nó. Mà khí mặn quá. Chứ mà ăn liền nó đâu cũng không. Trộn để ở thấm á. Một bữa ăn thì nhậm mà nghe luôn. Ăn lẽ cũng được chung nước sôi á. Cũng sẽ mắc hết trong phòng. Cái ba. Hai cho chanh. Cái mai. Cái đám má thứ ba hết biết tốt rồi. Cái má nè. Sao á? Mày đây không biết con ổ hả? Ủa tính mình lấy gì? Tính mình lấy đường trộn như nữa chứ. Lấy đường làm gì? Tính kiếm tắt mà hết tắt rồi. Chút có xe dựng chăm đi. Còn có nhiều chút hết mẹ nè. Mẹ uống bia anh sách ha. Uống bia ơi chảy với mẹ quá. Đấy,
chỉ 80 ngàn không ngờ kìa. Dựa con không thật. Dựa vai bên kia này không thật. Gì? Dựa bên kia này không thật. Không có thật đó hả? Lựa sao? Cái lựa không ai đang con không thật. Người ta lựa mẹ hết trơn hả? Rồi, 80 ngàn rồi, rồi bán cho ông Khánh độ 70 ngàn rồi bán 80 ngàn. Cái năm rồi đi bốn điện trên Bạc Liêu ra trường bắn nè. Ủa mấy tao bắt thì ba khía tươi nè, hai thằng kia mày nó đi bắt. Tao nói được, đâu cái 5-6 ký cho hai thằng á. Nó gồng nó bắt. Về cũng vô về đại quán tao tám bự cái son nó luộc. Nhậu mà trời trời mày thịt quá trời. Chạy luôn. Đâu đi chạy luôn. Đâu uống bia để chạy thì mẹ thiệt á. Đi xe ơi. Lúc này có gì đâu chấm. Mày bây giờ leo thôi. Mà cay thiệt mà nước không còn cay nữa. Năm cho chớt, cay mới ngon. Mà cay mới ngon mà khía mà. Mặc dù ăn cay không được, mà ăn cay nó càng ngon. Con này gọi đúng rồi, gọi được bao nhiêu. Con càng lớn mà càng nhỏ, càng nhỏ mà càng lớn. Đó. Mà khía, cua đó. Mà khía tao phải ăn con cái à. Sáng này không làm, không có thịt đâu. Không, tao phải ăn cái yếm của nó. Cái có trứng á. Ăn tới nái luôn. Mà khía này mình nhận lại 3 ngày, em chanh về chanh lấy đồ. Thì em không, em ớp mình mà bỏ qua đêm được nè. Bây sao lại ăn lâu. Bà kiếm ăn với cơm nguội rồi thôi rồi luôn. Má ăn hết nồi cơm luôn. Má này càng nhiều quá. Để không chịu là tắp cái này ra luôn. Là tắp này ra cái giật giật kìa. Đại luôn đi. Không đại muốn góc ăn hết nhiêu đó. Nhai rửa nước chưa nhai. Ờ. Ủa đi uống chưa ta? Chưa. Uống rồi. Trung còn chặt chẽ nước ngoài cũng biết tao luôn nữa. Bữa hôm nay tao ở nhậu thì gặp mày lo đó. Ô, hello, tao không biết. Tao quét mày đem nó là biết. Mày chó anh Đức hả? Cười với nó. Gặp đầu, cười cười lên gặp đầu đấy. Cười quá rồi, cười quá rồi. Mà thằng gõ nó đi gần nữa đó. Mày làm cái đó nó chó anh Đức luôn hả? Hả? Tao biết là đi nhà đó rồi. Tao hỏi nó chỉ nó không biết. Chỉ mà là con chó ăn cứt cười, cười với nó gặp đầu cái cười đấy. Quá. Bỏ đường vô mày. Trước khi ta ấy rửa ra là tặng rửa một cái. Đường này bỏ biết nhiêu rồi nữa. Chanh á, ta chắc tắt bỏ vô. Ta tắt. Con. Trời ơi. Ừ, mày lấy cái đó ra, mày lấy cái chén này luôn thôi. Ờ, chống. Ừ, Dương con muốn á. Ừ. Chấm như này nè, chấm sách nó luôn. Quên. À vậy tính ra mình giao lưu được có anh Huy không ha, không gài. Đó giờ. Còn mấy người kia ở xa quá. Xa quá, thành phố Hồ Chí Minh với thằng Đà Nẵng không phải thầy nghĩ sao? Từ từ có hết rồi. Ờ, cũng về á. Rồi cảm ơn. Còn một bà thằng ở đâu ở bà ai nó nhà ở đâu á có vợ bà ai nè nó giờ bữa nó về ra nhậu chơi mày
là cái đăng mà đăng số điện thoại tao ra luôn á. Tao nói chuyện xới xới mất cười đủ á. Đâu về quá nổi tiếng à, thì làm chủ nhà cười kha kha anh Tiên nó sơn dánh Ngọc Tiên cười kha kha kha. Làm gì cười? Phải tao. Đâu tao tôi về nổi tiếng hết nó kể rồi. Có nói là đăng không? Có. Bạn đăng. Tiền biết sao mà. Quýnh vô cái clip gì mà là mới là ra được. Anh bay á. Hả? Quýnh không được đâu. Má mày thấy gì về làm cực. Chỉnh sửa rồi lại. Chứ là phải vô cái ăn liền đâu. Người sao mà mày chưa đọc được. Đọc được, có gì đâu. Nhưng mà bây giờ nó muốn cặp không? Thì có điện thoại ra, lấy ra chỉ cặp mới được. Có mạng wifi mới được. Ừ. Nó quýnh gì vô? Vô bánh gì? Chắc mặn đó, mặn phải không? Gì cũng có vậy. Không biết. Nè không biết. Muốn đậm nó trẻ vô không? Trụng cái bỏ nó ngủ rồi nó dắt vô nó nấu. Chắc như mà mặn đã ha. Nó dắt đường. Ừ. Được chứ. Ăn nhà tao đấy. Facebook á. Vô Facebook. Má ăn nào nó hít hà không bây giờ. Cay đúng không? Cay rồi. Má cầm nguội á là ăn bá chứ bà chết chó luôn. Bấy giờ trước kia rồi để nguội. Con cho cơm nguội kìa. Mấy gàng tôi vậy đó, cái này bỏ để cho nó nguội á. À. Ừ, đem nó đi đi. Cây mà không hết. Không ăn đâu. Ờ. Nè. Xảy cho mình tiếp mình ơi. Gặp đầu rồi. Thầm ốc. Nó là bút quay lại đông đi. Nó tiếng thơ mè làm tôi cũng tiếng thơ mè. Mèo đó đẻ trời. Cho đủ món này kia nó cười. Đó con mèo tao nó đẻ thôi. Cái câu ta cúng rồi đổ nào phải cười. Mình ơi, con hay nói vậy, không biết nói gì, nó mẹ đi. Mặn như chó vậy. Cơm mẹ. Cơm phải đỡ chứ. Thì đông cây cho chế bông thang tiếp mà. Hả? Bông thang. Bông thang hả? Ừ. Má ăn cũng là mặn cái gì kìa. Nước không mặn cái trà chung ba kia mặn.
cua càng nặng là nó căng ký nó càng nặng ra. Rồi mình nói là chữ mua mặn luôn. Mặn nó không hư mày. Ừ, bánh không. Đúng lúc mưa cái thúi liền á. Nhưng mà nó nặng á. Đúng lúc mưa thúi ra thì mặn ngồi vậy. Ừ, đúng lúc mưa nhiễm vô thúi á. Mặn mắm cũng vậy mà mày bị nhiễm nhiễm vô. Bữa nào thứ ba canh cảnh con em còn mắm xuống mua đầu và thúng cho con ơi. Cô có biết thính đâu. Càng thính thay. Tại vì gì? Đường đường càng nhiều càng ngon cái gì thứ ba? Đường chảy càng nhiều càng ngon hay sao? Là mày mà ý ý con nói là càng nhiều đường. Đâu càng nhiều đường là càng ngon cái gì? Kính nhờ một tí vậy. Nó có chữ nha. Vừa đừng vậy chị quá cái trộn vô, trộn vô. Mấy nào? Bởi cái thùng vậy? Cái thùng này, này mình gài được không ta? Ủa bữa nào đi ra ở huyện gặp ba cái mồi nàng á, chỗ ấy trời mồi nàng mồi này hết biết là trời. Ai muốn trời? Rồi gài rồi bỏ đại hết mà hay là nó muốn đổ luôn không? Má quá, bê người quá. Con làm cái chừng bà hai chụp con cá chép về con muối con ấy mà con muối mặn lắm nha. Cái muối gì cơ ba đâu mà mình mé được cái ba mà cũng như mình hả mình để lâu càng nào ngon đấy. Dạ. Con vợ con 20 kg cá chép. Nó cái cá chép đem về mà làm mắm ăn. Với cái bảy ngày nó hết trơn rồi. Trời ơi là trời cũng tức. Rồi sao con kéo sao còn nữa. Con nói mày mặn mà ấy như mắm như mày ba. Ba cái ngàn. Rồi cá chép rồi ký nhiêu. Trời ơi trời ơi mà thấy cá ăn 700-800 gram. 700-800 gram ăn. Nhà có công tôi làm mắm đây tới nữa rồi em bán tiền không luôn. Rồi vậy con đâu? Nói con khỏi càng hẻo đâu bây giờ mặn rồi bắt đầu là đưa vô mua làm cô dạy ký dạy con đây con con tính làm mắm kêu nó đem gì hết nó 7 ngàn thôi bán 20 kg hay có 140 ngàn trời đất ơi trời con đất con chửi đó. Cô có mắm có chép cũng ăn ngon lắm á mà. Con làm sao là 20 kg cái chép sao đó. Con làm 2 gà. Ừ, một thùng bê luôn mặn gọi là muối một thùng bê nè. Thuốc mà. Là làm một thùng bê luôn nè. Rồi coi có muối hết trơn muối luôn. Ai biết rồi chị vợ con á làm cho mắt. Không mặn cái mình sẽ xuôi nè. Không biết nó bà có xẻ chắc bà có xẻ mà. Mà chị vợ mày là nhỏ nào? Nhỏ từ đó hả? Chị dâu bên vợ con mà Vĩnh Ba, dâu Vĩnh Ba. Phải cái khứa mà ở gần nhà không? Năm gì đó. Có nhậu mà. Hai bà đó, bà Năm với bà Út. Nhậu mà, mà quậy luôn ha. Ủa má, đàn bà nhậu mà quậy mày thấy chưa? Quậy gì? Mà Trang đó. Đủ quá, cái thứ gì đó, nó bảy chục cô đó rồi. Nghe má không trời ơi có mày không nghe rồi mà đụng nó bắt ra lại tao đẩy bả thơ bói lại vỏ luôn á. Ừ, tao nằm trong bụng em ra tao mà tao đâu ra đâu tao đâu ra đâu tao có đẩy luôn hả đụ má tôi quất ba nhậu á quất luôn nhậu á tao đẩy bả hơi đụ má bà quẹo bà nằm luôn rồi bà khóc luôn. Uống mày đi thì bà lớn đâu đụ má đi uống trà đi gồng á có lấy đũa nói chung là đầy tràn quá. Đụ mà ba đổ. Đụ mẹ tao lấy đi nhỏ làm ba đi. Má tao ăn cây mà cần cây dữ rồi. Tao đi ra tao mũi. Tao làm ba ly gót ba ly chưa hết nữa. Đụ để mẹ tao đẩy một hơi. Cái bà tao uống tao mồi bà không cho. Uống rượu không cho mồi. Tao biết rồi bà đâu ăn mồi đâu. Đụ uống nước. Tao không uống rượu này không uống. Bà nghĩ uống nước thì tôi nghĩ ăn mồi. Đụ mẹ bà nghĩ uống nước rồi. Bà uống mấy cốc đâu bà đụ mẹ ối tại chỗ luôn. Thằng này thì đủ mẹ nằm trong mùng nó linh thình nè nhỏ qua ta đâu chỉnh đâu ta là ơi nó thình nè nữa ơi nhậu với ghi ba kia nè nó bắt đầu em dẫn rồi dẫn tôi nhớ nhậu bữa cho mày lời mà bây giờ ông già nhớ mê như nấm luôn
gặp tao ông ngủ thứ kia rồi, gặp tao lại ngủ dậy đi tắm lại đó búa ổng liền mà ổng nhậu mạnh lắm, ổng nhậu cỡ bia chắc cả ba lon rồi ngậm đó dữ lắm rồi. Ờ góc đầu ấy bữa đó phải vô nè tao với nè bữa đó vô ấy là không ai gì hết tao đó, bà không ai vô bà không chịu uống chứ bà út bà không chịu uống đụng mà tao với anh vợ ý tao với anh vợ tao đụng mẹ đẩy con thùng ra luôn đi mà hai thằng hả hai thằng uống hết thùng trời uống xe lên ten ổng uống xe lên ten luôn bữa đó cá điện đủ không mẹ điện với mày có thằng nào bắt máy rồi sợ lên làm cực khổ đủ má điện tuôn đủ mẹ hơi rồi điện hơi cái hơi tắt nguồn luôn mười này cũng vậy đủ má đừng nói chuyện tao nữa đủ mẹ mày điện sợ mình đầu não tắt nguồn thôi thấy ta bà, ông thấy tôi đụng mà chơi đẹp không mà mấy ông cứ chơi đẹp với tôi không làm rồi rõ mấy đi qua đình làm qua đình mấy ông mẹ bệnh nhỏ bệnh nhà ông cũng có nào có tiền Hải cũng nhưng bây giờ người làm gì nó có tiền đúng ấy cho nó mua thuốc thì cho con uống mày nghĩ tôi không còn đồng bạc là nó vô mùa là nó mới có tiền mùa này mùa hè là nó có tiền đụng mà thấy tôi ra đào đụng mà nói bao nhiêu là tôi đưa bao nhiêu à anh em đụng mà anh đụng gì đó chú có là đụng anh em đụng mẹ kẹt rồi cặt cỡ nào cũng đưa đụng mẹ tới tôi kẹt đụng má mấy ông đụng mà điện không đụng má mấy ông không thằng nào bắt máy vậy tới tôi tắt vô đụng má điện đéo ai bắt máy nè điện cho mười lầy đấy ưa tao chú vô ủa má điện hơi không bắt máy luôn đụng mẹ hơi tắt nguồn tôi sàn thôi đụng rồi quay lại Hải đụng mà điện ngày bữa đó mượn rồi mày ông tôi nói tôi mướn chiếc xe tôi đi mà gần có một chuyện tôi về à bao nhiêu tiền thì bây giờ tôi trả đụng mướn là trả liền tiền liền chứ đừng có nói mà đụng mà trừ là gặt ở đâu tánh tôi không vậy đâu mày không được đâu vậy không đụng mà em cho đi giao đồ luôn đó chứ không mà ông hải gặp tôi nói mày được không là hải què bây giờ vợ nó giống chìa khóa luôn rồi xe vợ nó màu đen là mày chạy xuống đi rồi mày điện tao đem ra đậu má điện mười lầy đậu mấy ông giờ mày ông nói sáng không đi sớm nha đi đậu mấy ông mười lầy má trời mắt của tính thì vợ với chìa khóa luôn hả ờ vậy nó vậy mày chứ quên em ơi nó vậy nó đâu có chạy đâu vợ nó giấu chìa khóa luôn rồi ồ là nói rồi ừ mày xuống đi là sáng tôi đi sớm nha anh chạy xuống đi tôi mượn tôi mướn chứ tôi không mượn giờ mày mua sao sao ngực tôi mang coi chứ thằng Quýt mới chắc luôn nhiều 12 triệu thằng Quýt nè thằng Quýt bạn tôi bán nó mới mua chiếc quen thao lại nó mua vàng chiếc đặng cho vợ nó tập chạy ra được 100 mét gì té vợ nó không dám chạy luôn bây giờ còn chiếc bỏ không ở nhà nó cho là mượn của ảnh nữa nó cho là mượn mấy bữa nữa để con gì con xe cao đậu nghe đừng không nói gì ông nội ai biết được đâu nha mẹ chú Quýt mình biết chắc. Rồi đậu mới cho mình coi xe ơi. Mày không để mày nghe mày nghe nó nói gì là nó mua làm như xe nhớ vậy đó mới vậy đó là 3 năm là cứng 3 năm chút xe mày là 7 năm xe đó là cứng 3 năm chút rồi là lại sao tên cho mày đúng nếu mà mua lại sao tên luôn chính chủ rồi làm giấy sao tên cho mày đúng vợ được vợ xe nó vợ nó đúng tên nhưng phải nói đúng tên nhưng mà mua là lại sao tên làm giấy sao tên luôn rồi cái công chuyện đủ quá mọi xe anh em thì mày thử xe má này xe nó còn mạnh lắm đi luôn còn mạnh lắm đủ má nói giờ chưa tính mua cái rác cá ra tính mua máy gì của cái bài đó. Mà chạy mà chưa có tiền mua đủ thế ba ơi có thiệt thế ba tá có tiền thiệt mà thế ba trả tiền lặt vặt cái này cái nọ hết chơi thế ba có thiệt thế ba cầm tiền không biết tại vì 10 triệu mày vuông cá không được 10 triệu nữa hả? Ừ vuông cá thì nhiều lắm mà mày cá lóc tao thì chắc 8 triệu được
Mỏ năm nay dùng người đấy, có đốc dùng tháng 3 chẳng có tác mày thấy hả? 8 triệu mà tháng 3 giờ đốc hết nó cãi luôn rồi. Tùm lum nha, tùm lum mới trang trả ra đi là đầu này mới đầu kia mới. Đâu phải nhà mình có đâu. Là cái miếng vuông ba công là bà bao ở chỗ này là ở chỗ cho ta làm nè. Cao dèo á, ba công này bà bao luôn ba công. Tác là cái lốc nhất không, 30 miếng cái lốc nhất. Ba công thôi. Dùng ba con cá là cá dữ thiệt. Cá dữ. Thế ba biết cái thằng Hòn gặp bên con thế ba nó tát như thế ba. Con cùng cá con tát rồi bên đó nó 100 kg cái đó. 100 kg cái đó là 9 triệu mẹ rồi, tốt nhất. Ừ, không gì duy nhất á. Nó nhảy qua nó hết trơn. Trời cái miếng nó đâu bảy không? Miếng nó cũng có bảy không à. Nhảy trơn, tát kèm hết kèm cái bà. Tính không có cá, tính cá nhiều gùng nặng nguyên đi. Mà ai biết năm nay cá dữ gì đâu. Ủa mày mua rồi mày ăn như ngàn đi. Không ai nấu gì đâu. Mà cá thì vô. Cá nó kêu đồ bến á. Có nhiều dừa ớt đi. Mua thêm không? Ngủ hả? Lát đi, lát về để ăn về mua về để ăn cơm á. Như là cái bàn mẹ là không hết nữa. Bà không ăn, bỏ ăn. Cái bố của mẹ mua dữ mua chợ rồi đụng mẹ đồ ăn nhóc quá trời không qua vô đụng ăn nhậu qua này nhậu. Ê bà lấy vô hiểm nhà ai chứ? Nhà thằng Tiến ông bà kỳ á. Bà hổng gặp nó nói rồi nó là bà hiểm có kìa đây ơi. Bà la nó lấy nhậu bà Tùng. Đúng đó bà Tùng ghét riêng rồi. Là khúc chảnh là bà Tùng. Vậy là có đó đấy mà. Đấy rồi hả? Mày còn gặp Linh hay là Lộc? Minh. Lộc Linh vậy nhớ mày chảnh biết nhớ mày. Mày bà đang mày hỏi nó không có thôi. Con hẩu con gì Lộc Linh? Ừ. Hẩu con Lộc Linh.